Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Như quý vị và các bạn đã biết thì cách đây hơn 2 tháng thì em có làm một cái video để review qua cái dòng sản phẩm loa JBL 8340A cho mọi người cùng xem, cũng như là có một số phân tích nhất định về cái dòng loa JBL này. Thì ngày hôm nay thì chính thức em sẽ lên sóng luôn cho mọi người, bởi vì số lượng cũng không còn nhiều. Đây là những cái cặp đã được tuyển chọn, các bác lưu ý nhé, đã được tuyển chọn, cho nên là em sẽ lên sóng. Còn những cái cặp mà nó bị lỗi thì em chấp nhận là phải để đó để xử lý lại, sau đó sẽ bán thanh lý. Thì tất nhiên với những cặp loa lỗi thì giá nó sẽ phải khác. Đó, giá nó sẽ phải khác. Bởi vì là trước khi mà em làm cái clip này ấy, thì ở trên clip trước thì em nhận được rất là nhiều phản hồi của anh em. Rất là nhiều phản hồi của anh em về dòng loa JBL 8340A. Một số anh em luôn so sánh với cặp loa, một số cái dòng loa JBL 8340, nó cũng cái dáng nó cũng tựa như vậy, nó cũng tựa như vậy. Tuy nhiên thì giá nó chỉ có rơi vào tầm 3 triệu mấy với dòng loa bắt 25 như thế này. Thì em cũng sẽ nói lại luôn, thằng Mỹ nó không có làm cái loa nào 3 triệu mấy ở bắt 25, không có làm một cái loa nào 3 triệu mấy dù là hàng bãi. Loa bãi Mỹ đối với những dòng như này thì không thể có giá dưới 7 triệu, chứ đừng có nói là dưới 4 triệu các bác nhé. Nên là các bác nhiều khi chúng ta so sánh hơi khập khiễng. Mặc dù có thể hình dáng nó khác nhau, em nói lại, hình dáng có thể nó giống nhau, xin lỗi các bác, nhưng về nó không thể giống hoàn toàn. Cũng như về cái chất âm, về cái khả năng tái tạo âm thanh thì nó sẽ là nó khác nhau ở cả một cái đẳng cấp so với hàng chính hãng. Đấy, em nói lại một lần nữa. Và đối với cặp loa JBL 8340A này thì nó là hàng chính hãng và được sản xuất tại Mexico. Lát nữa thì em sẽ đi sâu vào chi tiết bên trong. Đối với cái dòng loa JBL 8340 thì nó được trang bị ở chúng ta là một bát 25. Đó, một bát 25 cũ rất là lớn, cũ côn rất lớn các bác nhé. Và một chép kèn, một con chép kèn 2412H. Đó, anh em nào đó gọi là tín đồ của JBL thì chắc chắn là chúng ta sẽ không xa lạ gì đối với những đặc trưng, với những đặc trưng rất dễ nhận diện của cái dòng loa đình đám này các bác. Thứ nhất là về phần màng loa, đây mọi người nhìn, màng loa nó sẽ là cái về cái dòng 8340A xịn các bác nhá. Thì cái màng của nó sẽ hơi ửng ửng như thế này. Đó, nó hơi ửng ửng, nó tạo sóng, nó hơi ửng ửng như thế này. Đó, về cái woofer, mọi người nhìn cái woofer. Cái màng này nó sẽ không dày, JBL mà, nó không dày. Nhưng mà cái tiếng của nó rất là hay các bác nhá. Nó chi tiết cái khả năng tái tạo âm thanh của nó rất là tốt. Đó. Cái này thì đây là dòng loa đa dụng, thùng nhựa ABS, cho nên là chúng ta có thể là kết hợp nghe nhạc, xem phim hoặc là hát karaoke rất là hay nhá. Công suất con này rất là lớn. Các bác đã biết đấy, đối với những cái dòng loa JBL 8230 mà em cũng có bán trước đây thì nó là bát 20, tuy nhiên là bát 20 và công suất nó lên tới 600W là công suất maximum, là mọi người cũng đã hiểu được là nó ở cái tầm nào rồi. Còn đối với cái dòng loa JBL 8340A này thì công suất maximum của nó sẽ là 900W các bác nhá, 900W. Và cái loa này này nó sẽ được sản xuất tại Mexico. Đó, nó còn rất mới. Đây mọi người nhìn này. Đây là những cái thứ để chúng ta có thể phân biệt được. Hầu hết là những cái dòng JBL nó sẽ đều có thêm cái chữ này, nó JBL. Nó sẽ đều có trên cái bát nhá. Trên cái xương bát nó sẽ có dọc thêm cái chữ này. Đó. Mọi người nhìn thấy chưa? Đó là về phần củ bát, đó, củ bát côn này, côn rất lớn các bác, côn lớn, nhện, các bác nhìn từ cái nhện. Đó. Nó khác biệt, khác nhiều lắm so với những cái dòng loa fake, loa nhái, những loa hoặc kém chất lượng các bác nhé, kém nhiều. Rồi, và trong đây là về cái phần bên trong, ở bên trong em đang tháo sẵn nó kia, lát nữa em sẽ quay cho mọi người trực tiếp xem luôn. Đó, phân tần nó đó. Đây, từ cái dây loa, mọi người nhìn từ cái dây loa nó rất là xịn, thực sự các bác, nó rất là xịn luôn. Và ở mỗi một cái bát loa thì nó sẽ có thêm một cái gioăng như này. Đó, một cái gioăng này là gioăng giấy. Bởi vì cái dòng loa này nó làm rất là kín. Các bác lưu ý nhé, nó làm rất là kín. Nó sẽ không có bị cái hiện tượng bị phè hoặc là bị xé tiếng bởi cái thùng gây ra. Thì cái thùng này anh em chơi cái dạng JBL này thì muôn đời, em nói lại một lần nữa là muôn đời không bao giờ phải lo cái tiếng bị xé thùng. Đối với những dòng loa gỗ như là anh em mà từng chơi qua cặp Bow 301, Series 2, Series 3 gì đấy, mọi người cũng biết, thì thường thì nó sẽ bị hở thùng một chút thôi. Khi chúng ta alo ra nó, cái tiếng nó xé rất là khó chịu. Nó cũng quẹt một cái, nó quẹt một cái, nó rất là khó chịu, mặc dù bắt chép không được gì. Còn đối với cái dòng JBL 8340A này thì nó hoàn toàn là nhựa ABS, nhựa
thì rất là tốt, cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm, rất là cứng cáp các bác nhé, rất là cứng cáp và rất là tốt. Điều đặc biệt ở đây mọi người quan sát đấy, đây cái củ chép đây các bác này, nó sử dụng con chép JBL 2412H đây, made in Mexico, và tất cả cái dòng loa này nó sản xuất ở Mexico nhé. Bởi vì như các bác biết rồi thì JBL thì nó có nhà máy tại Trung Quốc, nhà máy tại Mexico và nó cũng có nhà máy tại Mỹ nữa. Còn đối với cái dòng khi mà bên JBL nó mua lại cái thương hiệu Harman Kardon thì nó sẽ có một cái nhà máy ở Đan Mạch. Các bác phải hết sức lưu ý giúp em này. Với cái dòng này thì ở giữa hai cái lớp thùng này các bác này, giữa hai cái lớp thùng nó sẽ có một cái lớp gioăng. Nó sẽ một lớp gioăng cao su giống như cái gioăng ô tô ấy. Là các bác biết rồi. Có nghĩa là nó cách âm và nó làm kín thùng một cách tuyệt đối luôn các bác. Nó làm kín thùng một cách tuyệt đối với những cái dòng loa này. Để cho làm gì? Để cho tất cả những cái âm thanh sau khi nó phát ra thì chỉ qua hai cái lỗ thông hơi này. Hơi nó chỉ có qua hai cái lỗ này nhá, là theo tính toán của kỹ sư. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về cái khả năng âm thanh của nó ra nó rất là sạch. Nó rất là sạch và nó rất là hay. Đó. Nhưng mà tất nhiên là đối với dòng loa này thì nó cũng có một cái nhược điểm. Mặc dù công suất rất là khỏe nhưng nó cũng có một nhược điểm là khi chúng ta chơi, chúng ta quá tận dụng đó. Chúng ta có nghĩa là chúng ta cứ bơm bát vào nhiều, chúng ta đánh thật căng thì cái hiện tượng gì nó sẽ xảy ra. Thì đây mọi người xem đây. Đây là một điển hình. Đây là một ví dụ điển hình. Đây một cặp loa JBL 8340A, nó rất mắc tiền các bác, nó rất mắc tiền, mọi người nhìn xem này. Đây là một trong những cái hiện tượng gọi là khi các bác chơi, các bác bơm quá nhiều bát vào chân loa này. Thực tế con loa này để chúng ta lấy lời nó quá đẹp. Tuy nhiên anh em vẫn cứ lạm dụng, em dùng từ lạm dụng. Đó, những cái giải bát anh em cứ thốc hết vào trong âm ly hoặc cục đẩy hoặc băng số, anh em thốc hết vào và cuối cùng là gì? Chết không chết các bác nhá. Côn không hề chết. Côn không chết nhưng mà màng nó sẽ vỡ. Cái màng nó sẽ vỡ. Đó, mọi người nhìn cái chất liệu màng, cái chất liệu màng. Nó là như vậy được các bác ạ. Rất nhiều lớp nó ép lại như này. Ở đây là loa JBL 8340A. Còn em không so sánh đối với những cái cặp loa JBL 8340, người ta cũng sẽ ghi là 8340. Tuy nhiên thì nó là hàng khác, em sẽ không nói đến, và em sẽ tập trung vào cái hàng của em. Các bác nhé. Bông tua âm của nó sẽ là màu lông chuột như này, màu xám tối như này. Nó xám tối như này. Cái này thì em để ra, em tháo ra hơi bụi, cái này thì phải thối bụi lại. Về phân tần đó, mọi người nhìn thấy đó, nó cũng không có gì, nó gọi là nó quá gấu cả. Nó chỉ một cuộn cảm, vài con trở và một số con tụ để nó xử lý cho cả một cái cặp loa nó lên cái tiếng nó chi tiết như thế nào. Nó không phải là cứ qua phân tần bằng quyển vỡ rồi là thật là nhiều tụ, thật là nhiều càn. Cái đó là hoàn toàn không phải các bác. Không phải như thế là hay đâu. Hoàn toàn không phải nhá. Đối với những công nghệ bây giờ thì mọi người hoàn toàn yên tâm là các kỹ sư người ta đo lường và tính toán rất là kỹ trước khi người ta đưa ra những cái dòng loa như thế này ra thị trường. Và nhất là với những cái dòng loa như là JBL thì về cái chất lượng cũng như là về cái âm thanh của nó, người ta sẽ là ưu tiên hàng đầu. Đó, trên thùng nó trên thùng nó đều có in có dán những cái tem như này các bạn này. Kể cả như là về cái bắt, cái mối bắt của cái bông tự âm mà thôi. Đây là bông tự âm sợi thủy tinh. Thì người ta cũng sử dụng này, một cái phe sắt như này các bác. Phe sắt đính ở bốn đầu của bông. Đó. Các bác nhìn thấy không? Ốc rất là nhiều, để một con ốc nó bắt lên con loa nó rất là nhiều ốc các bác. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 con ốc để nó bắt được một cái thùng loa như thế này hoàn thiện. Còn cái vị trí này là cái vị trí để chúng ta gắn con tép vào ở phân tần đấy. Để chúng ta gắn con tép vào nhá. Tép nó sẽ sử dụng một cái rắc như thế này để chúng ta đưa con tép vào. Nó quá là hay các bác ạ. Đó, JBL 8320A. Nó sử dụng con tép này các bác nhé. Còn đối với cái dòng JBL 8320 thì nó sẽ sử dụng một con tép đôm. Nó là bát 20 và sử dụng tép đôm. Đó, số lượng thì còn đâu mấy cặp. Tuy nhiên thì bị mất mấy cặp, bị bắt, bị vỡ cái màng bát thì em sẽ xử lý sau. Đây đường sau, đây là đường sau của loa JBL 8320 các bác này. JBL. Và ở đây ở cái vị trí này thì nó sẽ ốp cho chúng ta một cái chân giống như một cái giá, nó sẽ bắt ốp vít trực tiếp vào đây. Một giá sắt để khi mà chúng ta thích treo, chúng ta để như thế nào đó thì nó sẽ có một cái giá nó bắt vít vào đây nhá. Còn khi mà chúng ta muốn xem cái tem này thì chúng ta buộc phải mở cái bốn con vít này ra, chúng ta sẽ nhìn thấy cái tem này. Và đây là tem của JBL các bác ơi. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? 18340A.
đây là cái dòng xem phim cinema hoặc là Suro. Chúng ta đây là dòng loa rất là đa dụng, em nói thật rất là đa dụng, nên là cái khả năng tái tạo âm thanh nó rất là hay, nhất là khi nghe sản phẩm nó cực kỳ sướng luôn. Và anh em hát karaoke thì cũng rất là phê, bởi vì cái này thì em cũng đã ghép một bộ rồi, em đã ghép được một bộ cho anh em chơi. Với nhưng mà bác ấy chơi thì cũng khá là biết chơi, nhưng mà chơi một cặp JBL 8340A, một cặp JBL 8320 và một cục súp 50 nữa kìa. Nó chơi rất là sướng, thực sự các bác chơi nó cực kỳ sướng luôn. Đây, Dizin in USA, và con này là sản xuất tại nhà máy JBL in Mexico, tại Mexico. Đó. Rồi, ok, thì số lượng nó cũng không còn nhiều. Nên là đối với những cái cặp loa Zin đẹp, em nói lại là cặp loa Zin đẹp, thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 8.500.000 đồng. 8.500.000 đồng. Còn đối với những cái cặp loa nó bị vỡ màng, đây vỡ màng như thế này các bác nhé, vỡ màng như thế này, thì một là các bác có thể gọi cho em để mua thanh lý về chúng ta tự thay màng, chúng ta tự chơi. Còn không thì em sẽ thay màng và em sẽ bán với giá rẻ hơn rất là nhiều so với một cặp loa Zin. Cái này thực sự các bác, em bị hai cặp như thế này, có ba quả bát bị vỡ màng thì tính cái thành hai cặp, một cái sự thiệt hại cũng không hề nhỏ các bác nhé, một sự thiệt hại không hề nhỏ. Cho nên là mọi người cần thì có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Âm Thanh theo số điện thoại 0908 913171. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.